Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải làm sao để đi tìm M sao cho có các điểm cực đại và cực tiểu nhưng với nhau chúng ta có giá trị dương. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm đạo hàm cục này. Thì chúng ta sẽ có là x bình phương. Tại vì đạo hàm của x mũ 3 chính là 3x số 3 chia số 3 hành số 1. Ở đây là 2x. Ở đây là số 1. Chúng ta cho y phẩy bằng 0. Thì chúng ta sẽ có cục này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ tính delta. Đó chính là b bình phương trừ 4 lần ac. B ở đây chính là trừ 2m. Trừ 4, a đây chính là số 1. Và m cộng 2. Bây giờ chúng ta rút gọn cục này đi. Chúng ta có 4m bình phương trừ 4m trừ 8. Để có cực đại và cực tiểu thì cái cục này phải lớn hơn 0. Như vậy chúng ta tính cái này ra thì chúng ta sẽ có m nhỏ hơn trừ 1 và m lớn hơn 2. Tiếp tục, hai cực trị cực đại và cực tiểu nhân với nhau là giá trị dương. Như vậy chúng ta sẽ có x1, x2. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp VS. Thì chúng ta có C chia cho A. C ở đây chính là cái cục này. A ở đây chính là số 1. Mà là số dương. Như vậy cái này phải lớn hơn 0. Như vậy M lớn hơn trừ 2. Như vậy mình kết hợp lại thì chúng ta sẽ có trừ 2 đến trừ 1 và m lớn hơn 2. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chỉ có câu B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.